Mường Chiêng Ngam là tên gọi cũ của Mường Phủ Quỳ xưa, thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An ngày nay. Chiêng Ngam, tiếng Thái nghĩa là vùng đất bằng phẳng, có nhiều cảnh đẹp. Nơi đây hợp lưu giữa ba dòng sông, làm nên những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ. Sinh sống từ bao đời nay, cư dân mảnh đất này đã miệt mài bồi đắp những tầng lớp phù sa để Mường Chiêng Ngam trở thành nơi hội tụ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ. Cuối cùng thì tôi cũng đã được đặt chân lên vùng đất Mường Chiêng Ngam, nơi vẫn được mệnh danh là miền đất đẹp. Đứng từ trên cầu Châu Tiến nhìn xuống, thu vào cảnh núi non hùng vĩ và ruộng đồng trù phú ở đây, thật khó để diễn tả cảm giác lâng lâng lúc này. Và bây giờ thì tôi đang chờ một anh bạn là người dân ở địa phương. Anh sẽ giúp chúng ta khám phá những sắc màu văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái ở huyện Quỳ Châu. Anh Dũng ơi, em ở đây. Em. Dạ. Em đi đường xa có vất vả không? Em đi xe khách cũng tiền lắm à. Đáng rất là hảo hức. Thôi, để anh em ta về nhà anh để chào mọi người cái đá. Dạ, rồi ạ. Đi. Làng Hoa Tiến, xã Châu Tiến, nơi anh Vi Văn Dũng đã gắn bó từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ. Là một cán bộ văn hóa địa phương, anh mong muốn giới thiệu những nét đẹp của quê hương tới bạn bè ở khắp mọi miền. Bởi xứ Mường xinh đẹp này luôn gợi nhắc trong anh lòng tự hào và niềm kiêu hãnh về nguồn cội của dân tộc mình. Chú ăn bò. Ôi, khách đây em ơi. Ngoài phòng có bò. Ngoài phòng có bò. Ngoài phòng có bò. Ngoài phòng có bò. Dạ. Chào em. Dạ. Nhám hòn mình nhám nào thì đấy, nhám hòn thì mình nhám luôn. Giới thiệu với gia đình nhà ta, đây là chị Tám Y, dưới xuôi lên thăm Mường Chiêng Ngam của ta. Vinh dự đơn vị bản Chiêng Ngam được đón khách quý như thế này, quá tuyệt vời. Cái Mường Chiêng Ngam nó có ba cái con sông chùm lại, sông Hạt, sông Quàng và sông Việt, tạo thành một cái ngã ba sông, nơi đó là tập trung nhiều cá. Thế là ngày xưa các cụ đã đi quăng chài được cá về là cứ tổ chức nấu nướng làm gọi cả làng đến ăn, rất vui vẻ, tổ chức rôm rả lắm. Chị ơi, cái váy mà chị đang mặc đấy là trang phục truyền thống của phụ nữ Thái ạ? Dạ. Đây là trang phục của phụ nữ Thái. Thích không, để chị cho em mặc thử đó. À, dạ có. Chị cho em thử mặc xem. Cảnh ở đây đẹp quá. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi thăm nơi nào đầu tiên ạ? Anh sẽ đưa em đến thăm di tích mộ Đốc Binh Lang Văn Thiết em ạ. Dạ. Ông Đốc Binh Lang Văn Thiết là niềm tự hào của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An em ạ. Dạ. Nơi đây là một vùng quê có truyền thống yêu nước lâu đời. Từ thế kỷ 15, đồng bào Thái ở vùng này đã nhiệt tình ủng hộ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân Minh xâm lược. Đốc Binh Lang Văn Thiết ấy, là người đã có công dẹp giặc xá, mang lại sự bình yên cho đồng bào Thái ở vùng Phủ Quỳ xưa. Đồng thời ông là một thủ lĩnh tài ba trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Thân phụ Lang Văn Thiết là một võ quan dưới thời vua Tự Đức. Lớn lên, Lang Văn Thiết nổi tiếng về tài bắn cung, múa kiếm, được giao giữ chức đốc binh trong vùng, nên mọi người thường gọi ông là Đốc Thiết. Khoảng năm 1880, giặc xá tràn khắp miền Tây Nghệ An, Đốc Thiết với tài năng uy tín của mình đã đứng ra tập hợp lực lượng, kịp thời ứng cứu dân làng. Loạn giặc xá được dẹp xong, tên tuổi của Đốc Thiết cũng được nhiều người biết đến. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, cuối năm 1885, Đốc Thiết đã vận động thanh niên dân bản sắm sửa vũ khí, rèn luyện võ nghệ, cùng phối hợp với các nghĩa quân khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào chống Pháp ở miền núi Nghệ An lúc bấy giờ. Anh Dũng ơi,
Anh có biết là liên quan đến nhân vật Lăng Văn Thiệt thì có cái câu chuyện lịch sử nào không ạ? Có một cái câu chuyện lịch sử mà người dân Quỳ Châu không bao giờ quên như thế này mà. Cái thời hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp ấy, thì Đốc binh Lăng Văn Thiệt đã tổ chức được rất nhiều những cái trận đánh lớn, làm tiêu hao sinh lực địch. Thời đấy thì có Đốc binh Lăng Văn Thiệt có người cậu là tri phủ Sầm Văn Hào. Sầm Văn Hào đã gửi thư kêu hàng đối với Đốc Thiệt. Nội dung thư có nói rằng nếu không từ bỏ việc chống Sầm, Sầm sẽ cắt đứt mối quan hệ anh em họ hàng với Đốc Thiệt. Khi đó Đốc Thiệt khẳng khái trả lời rằng: ta như nguồn nước trong khe, đố ai cắt mạch nối về với sông. Cây táo này á, là thực dân Pháp và tay sai đã treo thủ cấp của Đốc Thiệt tại đây nhằm răn đe những người có lòng yêu nước chống Pháp. Ngôi mộ này là nơi chôn thủ cấp của ông, và hàng năm thì bà con nhân dân vẫn thường xuyên đến đây thắp hương để tưởng nhớ ông. Đốc Thiệt hy sinh, đồng bào Thái mất đi một người con ưu tú, quê hương Quỳ Châu mất đi một anh hùng hào kiệt, một con người dám vượt qua sự ràng buộc về tầm nhìn giai cấp và danh lợi để gánh vác vận mệnh đất nước mà toàn dân đang trông đợi. Tấm gương sáng của ông vẫn mãi trường tồn để những thế hệ người Thái hôm nay và cả mai sau cùng tiếp bước. Ở miền đất được xem là thủ phủ của Mường Chiêng Ngam, làng Hoa Tiến, xã Châu Tiến đã có một diện mạo khang trang hơn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trời nắng thế này em có mệt không? Bắt đầu mệt anh ạ, em về với mỏi chân này. Ôi, ta nhờ bác xe bò ta về, may quá. Bác Năm ơi! Mưa, nhớ lắm mẹ. Lâu lắm nữa mày được đi xe bò đây. Đây, mong mà nắng tăng lắng dọc. Cùng với nhịp lắc lư của chiếc xe trâu, dần mở ra trước mắt tôi là bức tranh làng quê tươi sáng và rất đỗi yên bình. Có những điều vốn đã quen thuộc, nhưng trong không gian văn hóa Thái cổ, tất cả vẫn mang đến một cảm giác vô cùng mới mẻ và thôi thúc khám phá với những ai lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất này. Em đổi chiếc khăn phiêu này đẹp. Em có biết người ta làm ra những cái chiếc khăn phiêu này bằng như thế nào không? Em chỉ biết là đây là khăn thổ cẩm thôi, chứ cũng không rõ là họ làm ra như thế nào cả. Rồi anh sẽ đưa em về làng nghề dệt thổ cẩm ở Hoa Tiến, chúng ta xem họ làm ra những sản phẩm này như thế nào nhé. Dạ. Anh ơi, gạ đến nhà chưa? Ừ, anh đến nhà đấy. Nào. Rồi, con trai dừng lại. Đây ạ. Quay cho bò, mẹ ơi. Quay cho bò, mẹ ơi. Quay phòng cơ nhỉ. Sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến độc đáo ở nghệ thuật trang trí rất phong phú, với hơn 30 loại hoa văn họa tiết, chủ yếu có gam màu rực rỡ tạo ấn tượng mạnh. Và đặc biệt, kỹ thuật nhuộm màu sử dụng các loại cây, hoa, lá có sẵn trong tự nhiên, không giống với bất kỳ nơi nào, đã nâng giá trị hàng dệt Hoa Tiến thành mặt hàng thời trang cao cấp, rất được ưa chuộng. Cái phần này gọi là thanh lanh. Là thường đang nhập Cát Linh ở ngoài Hà Nội. Sản phẩm của mình bên ngoài Hà Nội ra thì con xuất bán được đến những nơi nào? Còn ngoài Hà Nội còn đưa đi các nơi nhỉ, ô trong miền Nam bán ở Sài Gòn này, các nơi họ nhập ra nước ngoài nhiều lắm. Cứ mỗi năm là có khách nước ngoài từ Pháp, ở Mỹ ra cùng vô đây rồi cùng hay mua cái này. Dạ. Ba ơi, nhưng mà con hỏi ba cái là ở đây mình chỉ có trưng bày về bán các cái sản phẩm thổ cẩm này, chứ có trực tiếp làm ra những cái hóa văn rất là tinh xảo như này không ạ? Có chứ, mình từ làm đấy. À thì ạ, thế ba có thể dẫn con đi xem những cái tổ dệt ở đây không?
bà cứ em cứ đi xem. Mới đang trong ra vào. Là cái nôi của nghề thổ cẩm Thủy Châu, ở làng Hoa Tiến, hầu như nhà nào cũng nuôi tằm, cũng có công dệt. Con gái Thái từ nhỏ đã được làm quen với công việc quay tơ, dệt vải, thêu thùa. Mặc dù vất vả với nương rẫy, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, là người phụ nữ lại miệt mài bên guồng quay không cử. Em gái ơi, em quay tơ đã lâu chưa? Dạ, từ năm 10 tuổi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 20 tuổi rồi. Vậy ra cũng đã có thầm niên 10 năm trong nghề quay tơ rồi đúng không? Dạ. Rồi, em cho chị xem chị mặt lên nhé. Mỗi ngày em quay được bao nhiêu cho chị đây? 50 đến 60. Ờ, cũng nhiều ghế nữa. Từ năm 2010, Hợp tác xã làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến đã được thành lập để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của dân tộc Thái. Cũng nhờ đó mà nhiều lao động nữ ở đây đã có việc làm thường xuyên với thu nhập gần 2 triệu đồng mỗi tháng. Bác ạ, bác ơi, nghề dệt tổ làng mình đã có lâu chưa ạ? Có lâu rồi, từ ngày xưa là thấy mẹ là dệt. Lớn lên là mẹ tập cho là cả theo cả dệt nữa. Lực lượng hợp tác xã thì là nhiều phụ nữ dệt nhiều hơn nữa. À thế ạ. Bác cho cháu thử làm một chút nhá. Dạ. Dạ, cái chân mà mình đặt ở đâu ạ? Ở đây dạ, cũng cứ lượt đi là cứ một cho con thôi đi là cứ dâm một que. 1, 2, 3 1, 2, 3 xong rồi bắt đầu đi là 4. Thế này đúng không ạ? Sao ơi? Kéo cái này xuống. Kéo xuống. Bắt đầu cho đi que thứ hai. Rồi, bây giờ dẫm sang que thứ hai. Bắt đầu cho thôi đi. Thế này. Thế rất là khéo léo và nhẹ nhàng như là những cái sợi chỉ đấy nó. Phải khéo tay. Ôi, nó mỏng mảnh quá. Cháu làm cái được tay thì mất chân, được chân thì mất tay. Cứ lấy một chân thay nhau thôi thì lòng mới biết đường dài. Thì ai nói cảm ơn lên đi ạ. Cảm ơn là trả ơn. Dạ, trả ơn. Chiếc bè nứa đưa chúng tôi xuôi dòng nậm hạt. Sông nước thơ mộng, tiếng tì thiết tha, khúc hát luôn ấm áp của người bạn đồng hành. Tất cả cùng giao hòa như trong một bài thơ đẹp. Có lẽ đây là những giây phút lãng mạn nhất mà tôi được trải nghiệm trong cuộc đời mình. Tốc tin mà mương chiêng ngam ai thì để cái phá sám nằm lên đồng phương. Ơi, phương là mà mương chiêng ngam tù khói nồng chính. Năm hạ thanh thì năm việc má thèm. Năm giải hành thì năm quang má tiền để phương và nồng ơi. Ở kia là còn nước phải không? Ừ, đây là cái còn nước em ạ. Còn nước đấy dùng để làm gì hả anh? À, người ta dùng để quay nước lên tưới ruộng lúa em ạ. Anh cho em tấp vào đồng bờ để em vào xem kỹ cái còn nước cái. Còn nước là biểu tượng cho sức mạnh và trí tuệ của đồng bào Thái nhằm chinh phục các dòng sông để lấy nước phục vụ đời sống cũng như sản xuất. Không biết từ bao giờ còn nước đã trở thành người bạn thân thiết của dân bản Mường Chiêng Ngam và giúp gánh vác một phần công việc nặng nhọc cho người nông dân Thái. Cái nguyên tắc hoạt động của cái con nước này là gì ạ? Nó sẽ lợi dụng sức nước để xoay theo chiều nước để nó đưa nước lên để vào tưới ruộng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ở Phi Châu thì có nhiều con nước này không ạ? Ở
Bây giờ thì chỉ có ở Mường Chiêng Ngam này là nhiều nhất. Hầu như là đến mùa lúa là hầu như nhà nào cũng làm hết. Đây đã phải cái con mực to nhất ở Châu Tiến chưa ạ? Chưa, có những cái nó còn to gấp mấy lần như thế này nữa. Thì tùy theo cái địa hình, cái địa thế thì người ta nếu mà ruộng quá xa thì người ta sẽ cho những cái con nó to hơn để tạo cái độ dốc để đưa nước vào ruộng. Chưa, cái này mình còn giữ lại được không? Giữ được đi. Bây giờ quay ngược trở lại nhá. Xả nhá, 2, 3. Ôi, thế thôi. Cả xã Châu Tiến hiện nay có 170 chiếc cọ nước, cung cấp đủ nước tưới cho 270 hecta ruộng lúa của người dân. Không chỉ là dụng cụ lấy nước, cọ nước khổng lồ như những bánh xe vĩnh cửu đang chậm rãi quay đều, còn là chứng nhân của một nền văn minh lúa nước mà người Thái đã tạo lập từ thủa hồng hoang, là điểm nhấn văn hóa trong bức tranh sơn thủy hữu tình nơi vùng cao xứ Nghệ. À, để vào đây một chút nhé. Làm gì hả anh? Để ta hái cái lá này đã. Em hái được bao nhiêu cây hôm nay? Lá này dùng để làm gì hả? Bí mật. Bí mật á? Nghe hấp dẫn quá. Ngứa lắm đó, cái lá này. Nhưng mà mốt thật sự là ngứa đó. Nghĩa là anh dũng tỏ cái bí mật gì giấu em đây? Bí mật chứ, về rồi em sẽ biết. Hái nhiêu thế này hả? Thôi được rồi, đủ rồi, ta về thôi em. Dạ. Cái mai mong rồi xuống như cái gì thì anh thì đang cứ lo quay quay cái bé kia mà thấy em mà tự nhiên mình cành cây đu đu. Cái lá môn này không biết là anh Dũng vào hải về làm gì đấy, đang bí mật. Khi nào anh nói bí mật là cái lá môn này về thì tối này ta nấu canh ăn đấy. Đấy, có món đặc sản rồi. Hai chị em tròn lấy lá ngon thôi. Dạ. Em tròn đi. Chị ơi, lúc nãy ở dưới sông em mới chạm vào một tí mà đã thấy nó ngứa đỏ hết cả tay, thì làm sao mà mình nấu canh được, ăn có bị ngứa không ạ? Nếu mà mình nấu vôi á thì cũng ngứa, nhưng mà làm ăn thì phải nấu cho kỹ, tí lại không ngứa mà. Dạ. Thì hôm nay chị vay em học nấu cái món canh môn này nhá. Được thôi. Phải kiếm cho em một anh rể nữa để làm dâu cùng với một chiêng ngam luôn. Em từ từ nhá, không quên lại vô nhá. Ta đóng rồi mấy bạn. Em. Đây, trước khi nấu thì để cho nó khỏi ngứa ta bỏ ít muối vào đây. Đây. Để nó khử ngứa. Anh Kiệt ơi, có cái lưu ý gì đặc biệt khi mà nấu canh môn đúng không ạ? Cái lưu ý đặc biệt khi ta nấu canh môn á là phải lửa phải đều. Nó phải đỏ liên tục, không được tắt bếp. Nếu ta tắt cái bếp một cái thì nó sẽ cái môn vàng, chứ không phải là vàng, nó không tạo cái màu xanh. Đã cho đũa vào, đũa bếp vào trong nồi ngoái rồi thì chỉ có một người được cầm đũa, không có người thứ hai. Nếu người thứ hai mà cầm đũa thò vào trong cái nồi đó thì cái canh môn nó tạo nên cái vị ngứa. Đấy là cái quan niệm có cái tính xưa đúng không ạ? Đây quan niệm từ ngày xưa để lại. Kinh nghiệm thực tế hiện tại bây giờ nó cũng như thế. Thế là bây giờ là hôm nay là anh cầm đũa nấu canh môn thôi, là em với chị nó không có được đúng không ạ? Chị em bây giờ chị có ngồi coi thôi. Nấu canh bảo chị còn sai là gia vị ra giảm bỏ thêm thôi, chút một tí thì
thực hiện, còn không thì không được thọ đức ôn nữa. Cái việc như là nấu canh môn thì là giao lại cho anh. Rồi, hôm nay anh làm đến trưởng đó. Còn bước tiếp theo anh sẽ lấy ra thùng nước, để ta bỏ vô để chuẩn bị cho bỏ vô canh môn. Toàn bộ đây là cái da trâu ta đưa về đây phơi trên các bếp. Dạ. Đây. Cái này là đã dùng được chưa đấy ạ? Vâng, đây khô rồi. À, cho anh xem. Nói chung là cũng cần nướng qua đã. Nướng qua cho nó cháy xém, cho nó thật giòn, xong ta mới chặt nhỏ, băm nhỏ ra mới bỏ vô được. Dạ. Đây, để anh nướng đi. Có việc gì không để em với chị giúp với? Thấy anh ngồi làm một mình thấy thương quá. Thế thì hai chị em mà giúp anh ở nhà. Dạ. Anh đưa cái mặc hèn đi, cái hạt tiêu rừng ấy, xuống nướng rồi xong rồi giã. Để tí ra bỏ vào trong cái nồi canh cho nó thơm. Dạ. Đấy nha. Đây. Em cầu từ cho anh em giúp nha. Dạ. Chị em cầm ra tí nó nướng cho anh ấy nha. Dạ. Rất thơm ạ. Bây giờ mình làm gì tiếp theo hả anh? Bước tiếp theo là anh sẽ nướng cái phi ạ. Mà con rừng thái sau khi thịt con trâu bỏ là luôn non này phải lấy bằng được. Ngày xưa thì cái món này nó bình thường, nhưng bây giờ là cái đặc sản đấy. Trong cái tộc người Thái ấy, thì cái việc bếp núc ấy, là người đàn ông hay chia sẻ với người phụ nữ. Đặc biệt nhất là những lúc đi làm mệt nhọc về là vợ chồng phải mỗi người một tay để tươi có bếp, nấu thật nhanh. Để gia đình được cùng ăn xong nghỉ ngơi sung túc cho nó ấm cúng. Ôi trời ơi, đàn ông Thái ga lắng quá. Còn thấy chưa? Đây. Bây giờ em. Đây, mặc hen đây anh. Cho mà kèm vừa phải thôi, vô nhiều nó cũng đắng. Đón khách quý đến chơi nhà, người dân Mường Chiêm Ngam thiết đãi tôi một bữa cơm mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực dân tộc Thái. Ngoài canh môn là nộm măng và các loại rau rừng, canh nhọc nấu từ nhái đồng với cà pháo, còn có cả sáo vịt bầu Quỳ là đặc sản của Quỳ Châu. Bấy nhiêu đó cũng đã thể hiện lòng hiếu khách của gia chủ. Quanh mâm cơm của gia đình người Thái, mọi người cùng quây quần ấm cúng. Trong đó, đàn ông ngồi phần chiếu trên, phụ nữ ngồi trên ghế mây ở phần chiếu dưới. Bữa ăn mở đầu bằng lời mời của đại diện gia chủ là người cao tuổi, đại ý rằng hôm nay ngày vui, có khách quý đến chơi nhà. Gia đình chẳng có gì ngoài những món ăn truyền thống của người Thái. Xin mời cùng thưởng thức. Tiếp lại là lời cảm ơn của khách, bày tỏ niềm xúc động trước sự đón tiếp và tình cảm của gia đình. Sau những thủ tục ban đầu là chén rượu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Người Thái có tục uống rượu thân, bắt uống và thả chén. Không là ứng xử của người Thái, đặc biệt tôn trọng người cao tuổi, thể hiện rõ trong bữa ăn hàng ngày. Với riêng tôi, điều chờ đợi nhất là được thưởng thức món canh môn mà mình đã cùng vào bếp. Ngon lắm, đậm đà. Anh ơi, cái món canh môn này là có từ lâu rồi chứ ạ? Cái món canh môn này mà theo các cụ kể chuyện dân gian nó kể lại rằng như thế này, người Thái á thì đang rất là cực khổ, cái tập tục nó đang lạc hậu, người ta chưa hiểu về cái dinh dưỡng, cho nên người ta cứ nghĩ rằng là người bà bầu đã đẻ là chỉ có cho ăn rau ăn cỏ thôi. Nhưng mà sau dần cái đời sống nó phát triển, cái dân trí nó phát triển lên thì người ta tự nhiên vô tình cái món canh môn nó thành cái món đặc sản này. Bữa cơm không chỉ ngon bởi các món ăn lạ miệng mà còn ở không khí chuyện trò rôm rả của mọi người. Qua đây mới biết người Thái rất sôi nổi và hài hước. Mà câu chuyện cứ mãi hào hứng kéo dài sang cả cuộc vui sau đó.
Và tất nhiên, mọi cuộc vui của người Thái không thể thiếu rượu cần. Từng đôi một uống cùng nhau những phong rượu. Như thường lệ, phụ nữ và người lớn tuổi bao giờ cũng được ưu tiên uống mở đầu. Trước đây tôi đã từng uống rượu cần, nhưng thưởng thức vị men say này cùng tiếng tỳ câu nhuôn thì đây là lần đầu tiên. Trên nền giai điệu truyền thống, các nghệ nhân hát nguôn mừng chiêng ngam, ngẫu hứng sáng tác phần lời để đối đáp giao phiên, vừa thân tình vừa có chút gì xa xăm huyền bí. Từ xa xưa, dân ca nguôn đã tác hợp hôn nhân cho bao đôi trai gái. Còn hôm nay, làn điệu ấy đã gắn kết mọi người để văn hóa Thái không ngừng lan tỏa. Vậy là đã khép lại một ngày tôi được trải nghiệm những cảm xúc rất là thú vị với bà con người Thái ở huyện Quỳ Châu. Mỗi nét văn hóa truyền thống đều chứa đựng trong đó rất nhiều những giá trị quý báu mà tôi không hỏi được. Tuy nhiên, nếu các bạn hỏi rằng đâu là điều ý nghĩa nhất mà tôi cảm nhận được từ chuyến đi này, tôi sẽ trả lời đó chính là tấm mộc mạc chân tình của người Thái ở đây. Tình cảm đó khiến cho tôi, dù là một người cách lạ nhưng cũng đã sớm trở nên thân thiết, và chắc chắn là khi xa thì sẽ còn nhớ mãi. Còn với các bạn, nếu như muốn chọn điểm dừng chân ở miền Tây Nghệ An, hãy nhớ đến huyện Quỳ Châu với mùa chim hót tươi đẹp. Đón các bạn ở đây sẽ là những bản sắc văn hóa độc đáo và tấm chân tình của người Thái. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.